Không biết hổ gia đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo. Tô mỹ nữ, buổi chiều tốt lành, tôi nghe đệ đệ của ngài nói, ngài có một vụ làm ăn lớn muốn bàn. Tô Nghiêm, hắn có ý gì? Ký vào đây, sau đó giao nốt dự án sát thần điện cho ta. Dự án sát thần điện, ta đã chuẩn bị dòng dã 5 năm. Dự án này là cơ hội duy nhất để ta bước vào sát thần điện. Ta không thể giao cho ngươi. Chuyện của ngươi và đệ đệ ngươi không liên quan đến ta. Bạch Hổ Bang ta chỉ nhận tiền làm việc thôi. Ngọc Diện Hổ, ta cảnh cáo ngươi, đây là địa bàn của Tô gia ta. Tô gia. Thú vị đấy. Tô mỹ nữ, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta cũng không mang nhiều người, chỉ hơn 100 người thôi. Nếu hợp đồng này có thể ký được thì Tô gia vẫn là Tô gia. Nếu không ký được thì biệt thự của Tô gia vừa đủ chôn cả tộc Tô thị các ngươi. Thật là ngang ngược bá đạo, coi trời bằng vung. Tiểu thư đừng sợ, tôi sẽ lập tức báo tuần tra ti. Tô tiểu thư, ta nói đúng chứ? Ngọc Diện Hổ, hắn đồng ý gì, hắn cho ngươi lợi ích gì, ta đều có thể cho ngươi, và gấp đôi. Ngoại trừ hợp đồng này, chuyện này tuyệt đối không được. Được thôi, 3.000 tỷ. 3.000 tỷ. Thật là điên rồ. Đây rõ ràng là cướp bóc. Ta đang cướp bóc đấy. Ngươi, Tô tiểu thư, ta không đôi co với ngươi nữa. 3.000 tỷ này, hợp đồng muốn ký hay không thì tùy. Nhưng ta nói trước, nếu hợp đồng này không ký được, ta sẽ cho nữ thư ký này đổ máu. Ngươi dám? Ta cho ngươi 30 giây. Một khi hết thời gian, ta sẽ móc mắt cô ta ngay. Còn nhóc, trông cũng khá xinh đẹp đấy, nhưng ngươi đừng trách ta, hãy trách Tô tổng các ngươi không chịu đưa tiền. Ngươi sẽ sớm giống như mắt của ta thôi. 3 giây. Bỏ rìu xuống. Nếu không, tay và rìu ngươi đều đừng hòng giữ. Còn có một người nữa kia. Đồ bỏ đi gì ở đây mà lắm lời thế. Lâm Bắc, đừng nói nữa. Ngọc Diện Hổ, ngươi được gọi là hoàng đế ngầm, không ai chế ngự được. Ta có thể đáp ứng ngươi. Huynh đệ, ngươi nói đùa đấy à? Ngươi thật hài hước. Cút xéo ngay lập tức. Ta còn có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Lâm Bắc, ta đã nói rồi, đừng nói nữa. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Mau bảo Diệu Diệu đi đi. Đánh lộn rồi. Diệu Diệu, muộn rồi. Ngọc Diện Hổ, ta lăn lộn ở đây 20 mấy năm rồi, chưa có ai dám làm càn với ta. Tiểu tử, ngươi đã chán sống đến vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thêm một bước nữa, đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ. Đứt, đứt rồi. Đừng ai động vào. Ta đã nói rồi, bảo đám rác rưởi của ngươi cút. Lâm Bắc, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi mau buông tay ra. Hổ gia, tôi đồng ý điều kiện của ngài. Mẹ đừng lo, võ công của bà vô địch thiên hạ. Diệu Diệu không bao giờ nói dối. Tên nhóc con này, nếu ba ngươi dám phế tay ta, dù sao cả nhà các ngươi đều ở đây, ta sẽ khiến các ngươi toi mạng. Võ công của ba tôi vô địch thiên hạ. Nhóc con, ta có hơn 100 người ở đây, cứ xử từng người một, cũng có thể đánh ba người thành thịt nát. Tôi có thể đồng ý điều kiện của các người, không phải chỉ 3.000 tỷ thôi sao? Ta đưa, chỉ cần buổi họp báo ngày mai diễn ra suôn sẻ, tiền mất đi ta có thể kiếm lại được. Lâm Bắc, chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng xen vào, quá phức tạp rồi. Hay là cứ trực tiếp luôn đi, gọi cả 100 huynh đệ của ngươi đến, tùy các ngươi thích. Hoặc các ngươi mất mạng, hoặc ta mất mạng. Lâm Bắc, ngươi điên rồi sao? Gan lắm. Huynh đệ, ra ngoài phối hợp với huynh đệ bên ngoài, tiễn hắn lên đường. Vâng. Bà rất lợi hại, chốc nữa mẹ sẽ biết. Đông đủ đấy. Tiểu tử, người tiêu chắc rồi. Muốn vào bệnh viện phải không? Chém hắn cho ta. Được rồi, hổ gia, ngươi không phải là muốn tiền sao? 3.000 tỷ này ta cho ngươi, ngươi mau bảo bọn họ dừng tay lại, muộn rồi. Dũng khí này ta bội phục, sau này hậu sự của hắn ta sẽ tự tay lo liệu. Chưa chắc đâu.
Quả nhiên Song Quyền nan địch tứ thủ. Vậy đưa con bé vào trong đi, kẻo nó bị ám ảnh tâm lý. Sao ngươi có thể? Không thể nào, ngươi xem, ta nói không sai chứ. Hổ ra, ra ngoài, cút ra ngoài. Ba ơi, ba giỏi quá. Ngài sao rồi? Có cảm giác gì không? Cảm giác? Cảm giác nóng trong người. Ta hỏi ngươi có bị thương không? Không bị thương. Nhưng mà bên hắn có đến cả trăm người lận. Phóng đại rồi, làm gì có nhiều vậy? Toán của ngươi là do thầy giáo ngữ văn dạy à? Thầy giáo thể dục dạy đấy, cũng may. Ta còn tưởng không có nhiều người như vậy. Nhưng mà bọn chúng cũng khá lề đòn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì hả? Huynh đệ, đại ca, hôm nay là ta mắt kém, ta nhận thua. Nhưng ta muốn khuyên ngươi, ta là người của Bạch Hổ Bang. Nếu ngươi muốn lấy mạng ta, huynh đệ trong bang ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Cút đi. Ngươi không xử ta sao? Không cần thiết. Nếu ngươi muốn kiếm chuyện, ta tùy thời tiếp chiêu. Được, từ nay về sau mạng của ta là của ngươi. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, chuyện đơn hàng này là do Triệu gia gây khó dễ. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi. Biết rồi. Nhưng ngươi vẫn nên gọi xe cấp cứu trước đi. Bọn huynh đệ của ngươi e là không trụ được bao lâu nữa đâu. Cảm ơn đại ca. Ngươi thật sự xuất ngũ rồi sao? Không tin. Muốn xem bằng chứng sao? Không cần. Lâm Bắc, ta cho ngươi 10 triệu. Ngươi lập tức đưa Diệu Diệu xuất ngoại lánh nạn. Tại sao? Triệu gia nắm giữ chiến bộ 5 năm, bám rễ sâu xa. Lần này e rằng ta, Thanh Vân cũng khó mà tự bảo vệ mình. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi đi đi. Tại sao bọn họ lại nhầm vào ngươi như vậy? Kẻ thù của ta ở ngay trong sát thần điện. Lần này có thể là bọn họ nhầm vào ta. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi đi đi. Được. Chuẩn bị máy bay cho cô gia và tiểu thư. Đợi đã. Ai nói ta muốn xuất ngoại? Ngươi có ý gì? Cô gia, đừng hành động theo cảm tính. Ta là bảo vệ ở đây. Cô là chủ. Sự an toàn của ngươi nên do ta phụ trách. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Bà ơi, quả lê này ngon vậy sao? Rất ngọt. Con có muốn ăn một quả không? Cái gì? Chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Tô Tổng, công chúa Tố Phi Á mất tích. Cái gì? Có gì đó bất thường. Chỉ biết thời gian cô ấy ra khỏi cửa. Làm sao bây giờ? Lâm Bắc, giờ này là giờ nào rồi? Cậu còn ở đây ăn lê? Không ăn lê thì làm gì? Cứu Tố Phi Á sao? Dừng lại. Cậu đi đâu? Đi tìm Tố Phi Á. Tô Vũ Nhu, mày thật là nghĩ viển vông. Cũng chỉ là một tên lính xuất ngũ, có chút võ nghệ. Mày lại dám trông cậy vào hắn ta? Tô Tổng, cô gia của cô, anh ấy có phải đang giận không? Đừng bận tâm đến anh ta nữa. Chúng ta phải lập tức huy động tất cả nguồn lực của chúng ta tìm kiếm Tố Phi Á thôi. Cần thiết thì phải tính đến trường hợp xấu nhất. Buổi họp báo chiều mai vẫn tiếp tục. Những việc chúng ta cần làm, chúng ta phải làm tốt nhất. Tô Tổng, Tố Phi Á là công chúa Liên Hiệp Vương Quốc. Cô ấy không chỉ là bảo bối của hoàng gia, mà còn nổi tiếng toàn cầu. Rất nhiều người có thế lực đều là fan của cô ấy. Một khi tin tức cô ấy mất tích bị công khai, chắc chắn sẽ gây nên sóng gió, gây ra tranh chấp quốc tế. Thanh Vân quốc tế chúng ta cũng sẽ ngàn kiếp bất phục. Sẽ không ai bỏ qua cơ hội thâu tóm Thanh Vân lần này. Cô ấy là cơ hội duy nhất để chúng ta lật ngược tình thế. Chuyện đã vậy rồi, chỉ có thể tận nhân lực, nghe theo thiên mệnh. Nhà kho bỏ hoang. Tô tiên sinh, yên tâm đi. Người đã bị tôi trói đến cho anh rồi. Sát thần, dừng tay. Đậu phộng, nhóc kia, ngươi là ai? Dám xông vào cấm địa của ta? Cấm địa? Nơi này là cấm địa của đám lính đánh thuê các ngươi. Đại hạ,
ta đã sớm cấm lính đánh thuê vào. Các ngươi còn dám lẻn vào sao? Đại hạ các ngươi hết người rồi sao? Hay là mất hết rồi? Cho dù ta không có súng, không có pháo, thì thủ hạ của ta, mỗi người đều có thể lấy một địch trăm. Ngươi chỉ một mình xông vào đây, não ngươi bị úng nước rồi sao? Xử lý lũ cặn bã các ngươi, một mình ta cũng đủ rồi. Ngươi bày đặt ra oai ở đây với ta sao? Huynh đệ, xông lên cho ta. Đồ ngốc. Đấu binh khí với ta. Binh khí của đại hạ ta là tổ tông của lũ Nhật Bản các ngươi. Đồ ngu. Nhất thốn trưởng nhất thốn cường. Của ngươi dài hơn của ta nhiều. Bớt nói nhảm. Phạm người đại hạ ta, không thể không xử. Tố Phi á, muội vẫn ổn chứ? Ngươi là thượng đế sao? Thượng đế? Không quen. Ta là bảo an. Đúng rồi, ta đưa muội đi thay y phục. Buổi họp báo. Nghe nói Thanh Vân quốc tế này tự mình nghiên cứu chip bàn cổ, đã đạt đến trình độ đẳng cấp thế giới. Chẳng phải sao? Cho nên mới có cái tên Giao Giao lĩnh tiên này. Nghe nói còn mời được công chúa Tố Phi Á đến đại diện. Thật đúng là bỏ vốn liếng rồi. Tô Tổng, Tố Phi Á không có tin tức. Đừng gấp, chờ thêm vài phút nữa. Chờ thêm vài năm nữa cũng vô dụng. Tố Phi Á không về được nữa rồi. Tô Nghiêm, ngươi giở trò sao? Sao lại ngang ngược như vậy? Rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì Thanh Vân quốc tế to lớn này? Để ngươi cầm đầu, sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa. Chỉ ở trong tay ta mới huy hoàng đình thịnh. Ngươi hồ đồ như vậy. Nếu Tố Phi Á thật sự có mạnh hệ gì, ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao? Dù ngươi có được Thanh Vân quốc tế thì đó cũng là củ khoai nóng. Rốt cuộc là muốn làm gì? Không, Tố Phi Á sẽ không có chuyện gì. Đợi đến khi lật đổ được ngươi, tự nhiên sẽ có người đưa cô ta về. Đến lúc đó, ngươi sẽ phải chủ động từ chức tạ lỗi. Mà ta sẽ nắm quyền Thanh Vân, dẫn dắt tập đoàn hướng tới huy hoàng. Xin lỗi chư vị, ngắt lời một chút. Ta muốn tuyên bố một tin tức gây chấn động. Công chúa Tố Phi Á của Liên Hiệp Vương Quốc đã mất tích. Tô Vũ Nhu, chúng tôi cần một lời giải thích. Trời ơi, công chúa Tố Phi Á mất tích rồi. Thị trường nước ngoài e rằng sắp sửa dấy lên làn sóng tẩy chay Thanh Vân quốc tế rồi. Đâu chỉ là tẩy chay Thanh Vân tập đoàn, một công chúa của một nước mất tích ở một nước khác, chuyện này 100% sẽ gây ra tranh chấp quốc tế, sẽ lên đầu đề toàn cầu đấy. Trời ơi, mọi người xem này, cổ phiếu của Thanh Vân tập đoàn đã bắt đầu giảm rồi. Vừa rồi trong vài giây bốc hơi 1000 tỷ giá trị thị trường rồi. Chư vị hãy bình tĩnh, đừng nóng vội, hãy nghe thử. Tô Vũ Nhu, không, là Tô Tổng, người còn có gì muốn nói không? Alo, Lâm Bắc, người hiện đang ở đâu? Ngẩng đầu lên. Là Tố Phi Á công chúa. Công chúa đến rồi, mau tránh đường. Hú hồn hú vía, công chúa không mất tích sao? Không thể nào, hắn làm sao có thể cứu được Tố Phi Á? Đó chính là tinh nhuệ của tam khẩu tổ đó. Lâm Bắc, sao anh cứu được công chúa vậy? Nơi công cộng, chú ý hình tượng. Cô hơi căng thẳng đó, rất xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Tôi suýt nữa thì nghĩ cô thật sự mất tích rồi.
Xin lỗi, thân ái. Tôi đến muộn là bởi vì đã chuẩn bị cho mọi người một tin tốt. Tôi chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Thanh Vân. Từ 1 năm gia hạn lên 10 năm. Cái gì? Tố Phỉ Á công chúa, cô nói thật sao? 10 năm. Chi phí 1 năm của ngài đều cao tới 50 tỷ đó. Đương nhiên là thật. Tôi không thiếu tiền. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Mời ngài nói. Tôi muốn Lâm Bắc làm vệ sĩ riêng cho tôi. Làm vệ sĩ riêng sao? Xin lỗi, điều này không thể nào. Bởi vì hắn là vệ sĩ riêng của tôi. Đúng vậy, tôi là bảo vệ của cô ấy. Được rồi, vậy tin tốt của tôi thu hồi lại, vẫn tiếp tục giữ nguyên hợp đồng cũ. Nhưng mà khoảng thời gian tôi ở Thiên Châu, Lâm Bắc bắt buộc phải theo sát bảo vệ tôi. Nếu không, hợp tác hủy bỏ. Tố Phi Á, người đang uy hiếp ta sao? Được, đương nhiên là được. Công chúa Tố Phi Á, bây giờ tôi đi chuẩn bị hợp đồng mới. Không cần, hợp đồng thì tôi có. Vừa rồi tôi đã đi chuẩn bị hợp đồng rồi. Bản hợp đồng. Tô, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Mời. Lâm Bắc, ngươi quen biết Tố Phi Á sao? Không quen. Vậy tại sao hai người trông có vẻ rất thân thiết? Chuyện này sao? Có thể là bọn họ nước ngoài. Mặt dày hơn keo dán, vậy thì tốt. Ta khuyên ngươi ít tiếp xúc với cô ta thôi. Dù sao, loại hồ ly này ngươi giữ không nổi đâu. Ý của ta là, ta không có thích ngươi, chỉ là muốn ngươi ít qua lại với cô ta thôi. Chuyện này được, ta lập tức qua đó. Chuyện gì? Không phải trường sắp họp phụ huynh sao? Lão sư nói rượu có chút vấn đề, ta phải qua một chuyến. Chủ nhiệm Tôn, anh là ba của con bé sao? Phải. Có chuyện gì vậy? Rượu phạm lỗi gì sao? Nghe nói ngươi làm bảo vệ, thảo nào sinh ra đứa con hoang này. Thứ có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy. Ngươi có ý gì? Có ý gì sao? Con gái ngươi Lâm Diệu Lý Ước Hàn đánh bạn học cùng lớp. Tôi nói là vẫn còn nhẹ đó. Ngươi mau dẫn nó cút đi. Chúng tôi là tư bản quốc tế, rót vốn cho trường quý tộc, không nhận loại nhà quê vô học như các ngươi. Diệu, con đánh người rồi? Không có. Thật không ngờ, ngoài đánh người còn là kẻ nói dối. Ngươi không đánh. Vết thương trên mặt Lý Ước Hàn là sao vậy? Là do cậu ta tự ngã. Là ngươi đánh. Thấy chưa? Tuổi nhỏ mà ngoài đánh người còn nói láo. Đúng là con gái của kẻ rác rưởi. Lớn lên chắc chắn là tai họa. Anh không tin con gái tôi thì cũng được. Nhưng mà tại sao thằng bé nói cái gì anh cũng tin vậy? Mẹ của Ước Hàn là nữ tiến sĩ du học, tình anh có thẻ xanh, còn làm quản lý cấp cao của Thanh Vân Quốc tế. Hoàn cảnh môi trường như vậy, con cái được dạy dỗ sao có thể kém được? Ngươi nhìn mình đi, dù có mặc đồ vét cũng không thay đổi được. Huyết thống thấp hèn, dạy dỗ ra đứa trẻ này cũng là đồ hư hỏng. Thế nên để phân biệt tốt xấu là dựa vào hoàn cảnh gia đình sao? Nếu không thì sao? Con nít nhà giàu vô cùng lễ phép, cư xử đúng mực, có giáo dưỡng. Còn mấy đứa hư hỏng thì cũng nhiều lắm. Chính là cái loại cùng khổ, giống như các ngươi đấy. Tôn chủ nhiệm, Ngô tiểu thư, con bị làm sao vậy? Bà xem, có người đang bắt nạt con trai bà kia. Ngô Mạn Ni, nữ tiến sĩ hải ngoại. Tôi làm theo lời bà dặn, chuẩn bị đuổi cổ đồ con hoang mất dạy kia. Cái đứa bên cạnh là phụ huynh của nó, nghe nói là bảo vệ. Ngươi, người đại hạ, ta ra lệnh cho ngươi, bây giờ lập tức xin lỗi con trai ta ngay. Mệnh lệnh sao? Tất nhiên. Một kẻ xính ngoại như cô, cớ gì ra lệnh cho ta, người dân đại hạ? Chỉ bằng thân phận ngoại quốc của ta, ở đại hạ các ngươi ta cao quý hơn một bậc, khắp nơi đều ưu tiên, hiểu chưa?
Ta đang rất bực mình. Đừng có nói tiếng chim với ta. Bây giờ ta nói cho người biết, mau bảo con gái ngươi xin lỗi con trai ta, rồi cút xéo. Diệu Diệu ơi, nói thật đi, có đánh người không? Dạ có. Ba đã từng nói với con rồi mà, sau này dù thế nào cũng không được đánh người. Ai dạy con nói chuyện như vậy? Con tiện dân, xin lỗi mau. Đây chính là giáo dưỡng của nhà ngươi. Một đứa nhóc danh vài tuổi mà đã nói ra được những lời khốn nạn như vậy. Vậy thì sao? Đừng nói con gái ngươi đã đánh con trai ta. Cho dù là không có, loại chó lăn lộn trong bùn đất giống các ngươi cũng xứng học chung lớp với con trai ta sao? Được, tôi xin lỗi cậu, tôi đánh đây. Ba ơi, con không nhịn được đánh người ta rồi. Đánh người xấu không tính. Dám đánh tôi, anh biết tôi là ai không? Tôi là quản lý cấp cao của Thanh Vân Quốc tế. Chồng tôi là giám đốc công ty Liên Hiệp Vương Quốc. Tất cả các người đều phải quỳ xuống cho tôi. Cô nói ai là hạ đẳng nhân? Tô Tổng, ngài sao lại tới đây? Cô nói ai là hạ đẳng nhân? Tô Tổng, ngài không biết đâu. Ở trường này đến một đứa có mẹ sinh, không mẹ dạy dỗ, nó dám đánh con trai tôi. Ngài xem cái mặt bị đánh này. Còn cả hắn, cha của nó chỉ là một tên man di vô văn hóa. Tôi chính là mẹ của đứa bé này. Cô nói ai là man di? Hóa ra ngài chính là mẹ của tiểu thư này. Alo, Phận Vận, lập tức mua lại trường tiểu học Thánh Loan. Tôi cho 3 phút, anh sẽ bị đuổi việc. Còn cô, cút xéo. Tô Tổng, tôi sai rồi. Là chúng tôi có mắt như mù. Xin hãy tha thứ cho tôi một lần. Nhục mạ con gái tôi, không thể tha thứ. Tô Tổng, tôi... Tô Tổng uy phong, vẫn còn tốt. Lâm Bắc, tôi cảm thấy anh đang có vấn đề rất lớn trong việc giáo dục Diệu Diệu. Lâm Bắc, ngày thường làm việc bận rộn, việc dạy dỗ Diệu Diệu xử lý rất không kịp thời. Sau này việc dạy dỗ Diệu Diệu hàng ngày cứ giao cho Vận Vận phụ trách đi. Phản đối. Bây giờ không có hỏi ý kiến của ngươi, nhóc con. Lâm Bắc, ta đồng ý. Ba vậy mà lại phản bội con. Nói bậy. Vận Vận, vâng Tô Tổng. Lễ mừng thọ của Long Thống Lĩnh cũng đã chuẩn bị xong. Tiểu thư, đi thôi. Hai người cố ý đuổi ta đi, chắc chắn là có bí mật gì đó. Tối nay là tiệc mừng thọ của Long Thống Lĩnh, đi cùng ta đi. Long Thống Lĩnh, Long Chiến Giã, tứ đại thống lĩnh đứng đầu. Vì cơ hội này, ta đã chuẩn bị dòng dã 5 năm. 5 năm trước, tỷ tỷ ta đến biên cương, không biết còn sống không. Đây là cơ hội duy nhất để ta vào sát thần điện, ta nhất định phải nắm chắc. Tỷ tỷ ngươi, Lâm Bắc, người rốt cuộc có nghe ta nói không? Ta biết ngươi là một cựu quân nhân, đối với trường hợp này khó tránh khỏi có chút căng thẳng, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. Ta căng thẳng, cứ chờ xem. Phòng khách Long gia. Tô Vũ Nhu, ngươi vẫn chưa bỏ cuộc nữa sao? Ngươi nhất định phải đối đầu với Triệu gia sao? Ta không có ý đối đầu với bất kỳ ai, chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của ta thôi. Vậy thì xin lỗi, e rằng tâm nguyện của ngươi chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Triệu Long Phi, huyết đội, các ngươi có ý gì? Xem ra bữa tiệc này cũng sắp tan tành rồi. Lâm Bắc, trong mắt Triệu gia, cái mà ngươi dựa dẫm, Thanh Vân Tập Đoàn, cũng chỉ là một đống rác, sắp bị diệt vong đến nơi mà còn không tự biết. Triệu gia, ngươi cứ để bọn họ đến thử xem. Nghe nói ngươi là lính xuất ngũ. Đúng vậy, cả đại hạ, tất cả thống lĩnh của sát thần điện đều là thuộc hạ của phụ thân ta. Ngay cả Long Thống Lĩnh gặp phụ thân ta cũng phải nhường 3 phần. Ngươi nói ngươi một tên lính quen, chẳng có chức vụ gì. Ta mới bảo hắn là thứ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Gan đấy, huyết thích, xử hắn ta.
Triệu Long Phi, ngươi dám làm cả như vậy sao? Giữa ban ngày ban mặt lại dám sát hại người khác, thật sự cho rằng cái sát thần điện này đều là của họ Triệu nhà ngươi sao? Không phải như thế này sao? Hắn không phải nói hắn là lính xuất ngũ sao? Tôi đã tra hết tất cả danh sách ở sát thần điện rồi, hoàn toàn không có người nào tên Lâm Bắc cả. Một cái tên không tồn tại trong sát thần điện. Quyết thích mà cũng nói phép là lính xuất ngũ ư? Xông vào phủ đệ của Long thống lĩnh là có mục đích gì? Loại người như vậy ta thả sát hạ nhầm còn hơn bỏ qua bất kỳ tên nào. Là tôi mang Lâm Bắc tới đây, anh ta không có khả năng làm như vậy. Tô Vũ Nhu, cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình sao? Cô đây là che giấu tội phạm, đáng lý ra cũng là đồng phạm, còn dám chủ động tự thú. Cô cũng đừng hòng chạy thoát. Quyết thích, còn đứng ngây ra đó làm gì? Động thủ đi. Hai tay ôm đầu, dựa vào góc tường ngồi xổm xuống. Quyết thích phải không? Ta nói cho người biết, ta không thích bị người khác chĩa súng vào người. Gần đất ra trời rồi mà còn cứng miệng quỳ xuống. Làm gì đó? Dừng tay lại cho ta. Thống lĩnh, tiểu tử này lai lịch bất minh, hoàn toàn không phải là chiến binh đại hạ. Tôi phải bảo vệ tính mạng của ngài. Lòng chiến dã, thu súng lại, ta không muốn nói lần thứ hai. Ngài đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngài muốn bao che cho thế lực tội phạm? Triệu Long Phi, ngươi đang muốn kết tội ta sao? Không dám. Long thống lĩnh, vị tiểu huynh đệ này đã gặp ở đâu rồi nhỉ? 5 năm trước tôi đã tham gia trận chiến huyết minh. Được lắm, thân phận của vị huynh đệ này tuyệt đối không có vấn đề. Mọi người ngồi xuống đi. Long thống lĩnh, Triệu công tử đã điều tra người này rồi. Hắn lai lịch bất minh, ngài nhất định không được để hắn lừa gạt. Thứ mất dạy, ý ngươi là ta già lú lẫn rồi sao? Đồ nhát gan, có thể tham gia trận chiến huyết minh của 5 năm trước đều là những người đã trải qua khảo nghiệm, trung thành và tận tâm với đất nước. Sao có thể là thứ mà bọn ngồi hưởng thái bình ở hậu phương như các ngươi có thể tùy tiện sỉ nhục được? Này đại hạ, quốc thái dân an, biên cương yên bình. Long thống lĩnh, thân là một trong tứ đại trấn quốc trụ thạch, nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Tôi muốn nói chính là điều này. Các ngươi làm ồn đến giấc ngủ của ta rồi, không biết xấu hổ sao? Long thống lĩnh, tôi là Tô Vũ Nhu của tập đoàn Thanh Vân. Lần này đến là để chúc thọ ngài. Đây là lễ vật tôi chuẩn bị cho ngài, xin ngài nhận cho. Chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Long thống lĩnh, còn có cái này của tôi. Thôi, vậy thì được rồi. Có việc thì cứ nói. Vãn bối, quả thật có việc muốn nhờ. Cái này là chiếc bàn cổ mới nhất do tập đoàn Thanh Vân nghiên cứu và phát triển, có thể dùng trong việc tính toán tổn thất, thậm chí có thể trang bị trên người máy quân sự, áo giáp khung xương ngoài và chip đa năng trên các máy bay chiến đấu hàng đầu. Hy vọng có thể hợp tác được với sát thần điện. Mau mang lại đây xem nào. Dạ. Chiếc bàn cổ, đây là dự án do chị tôi chủ trì nghiên cứu và phát triển. Chỉ tiếc là cô ấy đã không đợi được đến ngày nó ra mắt. Bọn trẻ bây giờ rất tốt, có ý tưởng. Thống lĩnh, mau ngắt kết nối. Dạ. Không đúng, đây là virus máy tính của tổ chức kiểu đầu xa, đáng ghét. Quyết thích, bắt hết bọn chúng cho ta, đặc biệt là à đàn bà kia. Dạ. Tiểu huynh đệ, muốn phản quốc sao? Long thống lĩnh, chuyện này quá kỳ lạ. Thanh Vân quốc tế sẽ không làm chuyện như vậy. Đại họa đã gây ra, tất cả virus lây nhiễm đều do cô ta gây ra, ngươi còn gì để nói? Long thống lĩnh, virus này có khả năng lây lan cực mạnh, hơn nữa có thể lây nhiễm cả thiết bị làm việc ngoại tuyến. Có thể không bao lâu nữa, thiết bị của toàn bộ khu vực đều sẽ bị lây nhiễm và hư hỏng. Quyết thích, liên lạc với kỹ thuật binh của sát thần điện, lập tức tiến hành sửa chữa. Thống lĩnh, loại virus này là virus độc hại nhất thế giới, kỹ thuật của chúng ta hiện tại không thể sửa chữa, chỉ có thể khống chế, mà việc này ít nhất cần vài ngày. Vài ngày này ít nhất sẽ ảnh hưởng đến vài tỉnh lân cận, thiệt hại tài sản ít nhất lên đến hàng chục nghìn tỷ. Ngươi còn muốn làm theo ý mình nữa sao? Mau để cô ta nhận thẩm vấn. Long thống lĩnh, tôi tin cô ấy sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa, tôi là vệ sĩ của cô ấy, cũng nên làm tròn trách nhiệm của mình. Lâm Bắc, ngươi. Long thống lĩnh, tôi đề nghị lập tức triệu tập binh chúng của sát thần điện, bắt giữ hai tên tội phạm đầu sò này. Lâm Bắc, ta hỏi ngươi lần nữa, thật sự muốn đối đầu với đại hạ? Muốn đối đầu với ta sao? Long thống lĩnh, nếu tin tưởng tôi, cho tôi 5 phút, tôi có thể tiêu diệt hoàn toàn virus mạng này. Ngươi hoảng gì chứ?
Ngươi đừng tưởng thật hắn ta có thể giải quyết virus này. Virus máy tính này, bao nhiêu người trên thế giới đều không thể tiêu diệt nó. Trước đây sát thần điện đã mời hàng chục mũ trắng trong và ngoài nước và chuyên gia tin tặc nghiên cứu chuyên sâu nửa năm cũng bó tay. Ngươi chỉ là một bảo vệ nhỏ, ngươi làm được sao? Đúng vậy, Long thống lĩnh, ngài ngàn vạn lần đừng tin hắn. Bây giờ chúng ta nên khống chế virus, ngăn chặn lây lan, sau đó nghĩ cách khắc phục thiệt hại. Trong 5 phút mà không làm được thì sao? Ta, Lâm Bắc, sẽ đền mạng. Lâm Bắc, chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng làm loạn. Long thống lĩnh, ta nguyện ý tiếp nhận thẩm vấn, tự chứng trong sạch. Ngươi hiểu cái dám gì? Sự trong sạch của ngươi đáng giá mấy đồng? Ta muốn khống chế thiệt hại. Tiểu tử, nói đi, nếu muốn ta ra tay, căn phòng này chỉ có thể giữ lại ngươi và ta. Hỗn xược, thống lĩnh, người này lai lịch bất minh, tuyệt đối không thể đáp ứng hắn. Lâm Bắc, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi chúng ta ra ngoài, dễ đối phó với Long thống lĩnh sao? Ngươi thật đúng là lòng lang dạ sói. Long thống lĩnh, ngươi ngàn vạn lần đừng tin hắn. Nếu ta muốn ra tay, các ngươi đã tiêu đời lâu rồi. Ngươi, được rồi, quyết thích phải giữ lại. Được, Long thống lĩnh, tất cả cút hết cho ta. Ai còn nói nhảm, ta bắn bỏ người đó. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 5 phút. Tiểu tử này, câm miệng. Ta đang truy tìm dấu vết. Hỗn xược, sao lại nói chuyện với thống lĩnh như vậy? Thôi được rồi, nhỏ tiếng chút. Lâm Thâm Chi, ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ có kết cục gì không? Virus đã được loại bỏ, trở lại bình thường rồi. Loại kỳ tích xoay chuyển tình thế này, e rằng cũng chỉ có năm xưa khi đi theo điện chủ Nam Chinh Bắc Chiến mới thấy được ở điện chủ thôi. Tiếc thay, Lâm tiên sinh, kẻ đứng sau chuyện này là... Kết quả thế nào? Thủ đoạn của tên đó cũng không tồi. Nói được làm được, trong vòng 5 phút đã loại bỏ được virus. Hơn nữa, còn tìm được kẻ đứng sau. Không thể nào, một mình hắn làm sao có thể? Không thể nào sao? Ngươi có ý gì? Ngươi muốn nói ta đang lấy an nguy của đại hạ ra đùa giỡn với ngươi sao? Không dám, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Ngạc nhiên thật, ở đại hạ chúng ta lại có nhân tài như vậy. Cứ coi như cậu có ý đó. Các người đừng làm khó Tô tiểu thư nữa. Lâm Bắc này, cậu thật sự đã loại bỏ được loại virus này rồi sao? Cậu rốt cuộc còn có thể cho tôi bao nhiêu bất ngờ nữa đây? Tô tiểu thư, con chiếc bàn cổ của cô chúng tôi đã kiểm tra rồi, quả thật trên thế giới chỉ có một. Ngày mai cô cho người đến ký đi. Được, còn mấy người các ngươi? Lâm Thâm Chi lại dám nhắm đến sát thần điện, âm mưu bất chính, phá hoại đại hạ. Hắn chán sống sao? Long thống lĩnh, tôi giúp sát thần điện, chỉ hy vọng ông có thể tha cho hắn. Hắn là người thân của tôi. Cậu là nhân tài hiếm có, nhưng cậu chắc chắn chứ? Cho hắn cơ hội cuối cùng đi, hy vọng hắn có thể ăn năn hối cải. Được rồi, vậy tôi đi trước. Lâm Bắc, đợi tôi giải quyết Thanh Vân xong đã, rồi cho anh biết thế nào là tuyệt vọng. Được rồi, cút hết đi. Chu Thành bạn thân Lâm Bắc. Lâm Bắc, Chu Thành. Này huynh đệ, cậu về khi nào vậy? Sao không nói với tôi một tiếng? Ngồi xuống nhanh lên. Hôm nay chúng ta họp lớp, trước đây liên lạc với cậu mãi không được. Bọn họ sắp đến rồi, chúng ta cùng nhau uống một ly ôn chuyện cũ. Bây giờ cậu đang làm ở đâu vậy? Tôi vừa hay, bên tôi sắp có một dự án mới. Với năng lực của cậu, làm quản lý chắc chắn không thành vấn đề. Cân nhắc một chút đi. Chu Thành, tôi nhớ hôm nay tôi đã bao chọn phòng rồi mà, sao lại có rác rưởi ở đây? Cường ca, ý anh là sao? Đến quán hát mà ăn mặc như chó cắn ấy, ra vẻ làm thiếu gia nữa. Đúng đó, chúng ta đều là bạn học, nói vậy không hay lắm. Chu Thành, tôi hy vọng anh nhận thức rõ vị trí của mình. Chu Thành, tôi nghe nói anh và Lâm Bắc tình như thủ túc, mà Tư Tư nhà chúng ta dạo này rất muốn xem một màn biểu diễn phòng mã túy lý trực tiếp. Hay là hai người biểu diễn một đoạn đi. Tiêu Cường, anh đủ rồi đấy. Nhảy đi.
để mọi người cùng xem nào. Hay lắm. Tiếp tục nhảy đi. Tiêu tổng, anh thấy thế này được chưa? Tôi đã nói là muốn hai người cùng nhau nhảy. Tôi và Lâm huynh, Lâm Bắc là huynh đệ của tôi. Còn dám cãi lại hả? Đủ rồi. Lâm Bắc, đừng manh động. Tiêu Cường bây giờ có quyền có thế, cậu không chọc nổi hắn ta đâu. Chu Thành, tôi đã cho anh cơ hội rồi. Người như anh, nhu nhược thiếu quyết đoán, phá sản là đáng đời. Xin lỗi Tiêu tổng. Không cần xin lỗi hắn ta. Tôi quen một ông chủ bất động sản, tôi sẽ giới thiệu cho anh. Lấy được mảnh đất này chắc không thành vấn đề. Anh đến quán ba một chuyến, có chút việc cần tìm anh. Còn gọi điện cho ai nữa vậy? Tôi không tin hôm nay có ai dám cướp mảnh đất này từ tay tôi. Đồ đê tiện, người dám mắng ta, dừng tay. Ngọc Diện Hổ, ai vậy? Ngươi là thằng nào? Chán sống rồi hả? Hổ ca, hai tên phế vật này mạo danh ngài để lừa bịp. Tôi vừa định dạy cho chúng một bài học. Phải đó, Hổ ca, nhất là tên Lâm Bắc kia, đi khắp nơi phao tin ngài là tiểu đệ của hắn. Chuyện này nếu bị người ngoài biết được, há chẳng phải làm tổn hại danh dự của ngài sao? Cường ca cũng là vì muốn bảo vệ ngài. Hổ ca, đừng nghe lời cô ta. Lâm Bắc không hề vu oan ngài. Chu Thành, ngươi là cái thá gì? Họ nói đúng mà, tôi là tiểu đệ của Lâm lão đại. Lâm Bắc, rốt cuộc là thân phận gì? Ngọc Diện Hổ lại là tiểu đệ của hắn. Tiêu Cường, ngươi đồ có mắt như mù, cái tốt không học lại học theo ta. Thịnh Thiên tập đoàn chúng ta không chứa chấp ngươi. Dọn đồ cút đi cho ta. Hổ ca, đừng mà. Cút. Đợi đã, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa tính toán xong. Lâm Bắc, tôi mất cả việc, ngươi còn muốn ta thế nào? Ngươi bị đuổi việc là do đạo đức có vấn đề, chuyện sớm muộn thôi. Nhưng ngươi lại sỉ nhục ta một cách trắng trợn. Chuyện của huynh đệ ta vẫn chưa tính sổ mà. Lâm Bắc, Chu Thành, nói đi, ngươi muốn trừng phạt bọn họ thế nào? Lâm Bắc, ngươi đừng quá đáng. Lâm Bắc, thôi bỏ đi. Chu Thành, chưa từng nghĩ tới nếu hôm nay ta không có mặt ở đây, ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Chu Thành, chúng ta dù sao cũng là bạn học một thời, ta không quản ngươi lựa chọn thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi. Nhưng Chu Thành, ngươi còn là đàn ông không? Ngươi ngay cả phản kháng cũng không dám. Ngươi là đồ đàn bà à? Được, vậy thì lấy độc trị độc, cho bọn họ cũng biểu diễn một màn phong mã tú. Chuyện này không thể nào. Ngươi có quyền mặc cả sao? Bác gia, có hài lòng không? Chướng mắt quá. Giờ thì hắn có thể cút rồi. Vâng. Trời ơi, người đàn ông ưu tú như vậy, mình nhất định phải có được anh ấy. Cố lên, nhất định sẽ được. Lâm Bắc à, cảm ơn cậu. Thật may là có cậu, nếu không thì... Nói gì vậy, đều là huynh đệ mà. Cảm ơn cậu, Lâm Bắc. Lâm Bắc ca ca, từ hồi đại học em đã rất thích anh rồi. Anh có thể làm bạn trai của em không? Anh có bạn gái rồi. Chỉ là bạn gái thôi mà. Tôi vẫn còn cơ hội đúng không? Anh còn có một đứa con gái. Tôi không ngại. Tôi không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Tô Vũ Nhu, tập đoàn Thanh Vân. Tô Tổng, không ổn rồi. Cao Tân tập đoàn hủy hợp đồng rồi. Chuyện gì vậy? Quách Dương, anh có ý gì? Tô Vũ Nhu, cô đang dùng thái độ gì mà nói chuyện với Quách Tổng vậy? Thái độ gì? Quách Dương, vừa lúc bắt đầu thì anh lại hủy hợp đồng. Anh có biết điều này đối với tôi tổn thất bao nhiêu không? Tô Vũ Nhu láo xược, nhận thức rõ thân phận của mình đi. Dám nói chuyện với ta như vậy sao? Tô Vũ Nhu, tập đoàn Cao Tân hiện đang nắm giữ công nghệ đỉnh cao nhất thế giới, hiếm có khó tìm. Ông chủ của tập đoàn hàng đầu thế giới, kể cả nguyên thủ quốc gia cũng phải cung kính một chút. Với tầm ảnh hưởng của Triệu gia ở Đại Hạ, cô nghĩ tập đoàn Cao Tân sẽ chọn Triệu gia hay là Thanh Vân các cô đây?
Tôi nói cho cô biết, Tô Vũ Nhu, Triệu gia diệt các cô cũng giống như lấy mạng một con kiến vậy. Nếu tập đoàn Cao Tân đã lên tiếng rồi, vậy thì trên toàn đại hạ, không đúng, trên toàn cầu, tôi nghĩ cũng sẽ không có ai dám hợp tác với cô đâu. Bọn họ chỉ có thể làm ngơ thôi. Đúng là chỉ có thể làm ngơ thôi. Vậy sao? Các người quá đề cao bản thân rồi đấy. Alo, Ái Địch Tư Đan, là ta đây. Người ở đại hạ sao? Vừa đúng lúc. Bây giờ, gửi một bản hợp đồng qua. Người có 3 phút. Nói 3 phút. Mấy phút rồi? Người đâu? Lâm Bắc, người thật sự biết người đó sao? Mẹ ơi, đó là bạn tốt của ba. Người cũng không tè một bãi soi mình xem. Lão bản Cao Tân là thân phận gì? Người lại là thân phận gì? Bạn bè, người cũng xứng sao? Đúng là tên hề. Tô Vũ Nhu, chúng tôi rất bận. Bây giờ ta cho người hai lựa chọn. Một, lập tức giao Thanh Vân Quốc tế cho ta. Thứ hai, chính là Thanh Vân Quốc tế lập tức diệt vong. Triệu thiếu gia đã chờ không kịp rồi. Người mau chóng làm quyết định. Ta chọn điều thứ ba. Thanh Vân Quốc tế hợp tác với Cao Tân Tập đoàn, lên một tầng cao mới. Đúng là mơ mộng hão huyền. Thôi được rồi, tên nhãi danh, đến lúc nào rồi còn ở đây nói khoác. Lão bản của ta là nhân vật cỡ nào? Là ngươi muốn gặp là có thể gặp được sao? Ái Địch Tư Đan, ông chủ tập đoàn Cao Tân. Anh Lâm, lão bản đến rồi. Anh Lâm, ngài vẫn anh tuấn như vậy. Ôi trời ơi, ngươi còn dám động tay động chân. Tin ta tát ngươi không? Ngươi láo sự. Đây chính là ông chủ tập đoàn Cao Tân của chúng tôi. Ngươi im miệng. Ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện với Lâm tiên sinh như vậy. Coi chừng ta cho ngươi ăn tát đấy. Lâm Bắc, đây chính là ông chủ của tập đoàn Cao Tân sao? Hợp đồng mang theo chưa? Mang theo rồi. Từ hôm nay trở đi, Thanh Vân Quốc tế miễn phí sử dụng tài nguyên của Cao Tân Tập đoàn. Chuyện này thật sao? Đúng, nghe theo Lâm tiên sinh. Đừng mà, ông chủ, điều này không thể. Ngươi là ai vậy? Tôi là người phụ trách của tập đoàn Cao Tân tại Đông Á. Quách Dương, Quách Dương, ngươi bị sa thải. Tại sao vậy? Ông chủ, tôi đã làm sai điều gì? Ngài muốn sa thải tôi sao? Bởi vì ngươi đã đắc tội với Lâm tiên sinh. Ngươi chán sống rồi. Cút. Ông chủ, còn tiền lương, ngài xem. Tôi không cần, không cần nữa. Ba, căn nhà ở Đông Ngũ Hoàn coi như xong rồi. Hai người các ngươi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Cút cho ta. Ngũ Hoàn, ngươi hơn Tam Hoàn hai vòng. Ngũ Hoàn hơn Tứ Hoàn một vòng. Nào Diệu Diệu, chúng ta về thôi. Lâm Bắc, người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật nữa? Lâm Bắc, rốt cuộc anh là ai? Bảo an Long Đằng tập đoàn. Ngươi, một tên bảo an, làm sao có thể giải quyết được nhiều chuyện lớn như vậy? Ngươi vẫn còn lừa ta. Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ bình yên quốc gia, cũng là bảo an. Ngươi, thời cơ chưa tới. Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Tô Tổng, có thư. Mở ra. Triệu Long Phi gửi tới. Cái này, chứng nhận quan hệ huyết thống, sao có thể như vậy? Con của chị tôi, Tô Tịch đã được tìm thấy. Tô Tịch, Tô Vũ Nhu, đại hội cổ đông ngày mai, giao lưu với tổng tài, cựu tổng tài cũng phải có mặt chứ, phải không? Sao có thể như vậy? Tôi đã tìm đứa bé ròng rã 5 năm, không ngờ lại bị bọn họ tìm thấy trước. Xong rồi,
Bọn người Tô Nghiêm vì lợi ích, bất chấp thủ đoạn, bọn họ nhất định sẽ uy hiếp dụ dỗ Tô Tịch. Không ngờ tới, tôi nghĩ trăm phương ngàn kế để tiếp cận sát thần điện, thăm dò tung tích. Vốn tưởng cuối cùng cũng tiếp cận được rồi. Nhưng bây giờ lại bị bọn họ đi trước một bước, Thanh Vân khó mà giữ rồi. Tất cả đều sắp kết thúc rồi. Yên tâm, bọn họ sẽ không được như ý đâu. Đó là Triệu gia đấy. Triệu gia gia chủ, Triệu Mục Biên sẽ thành điện chủ sát thần điện. Một người bình thường như ngươi có thể làm gì chứ? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thời gian không còn sớm nữa, bắt đầu thôi. Tô Tịch khổ rồi. Lại đây với gì? Vũ Nhu, ngươi đừng có ở đây giả bộ thân thiết nữa. Hay là ngươi không nỡ? Vì vốn dĩ Thanh Vân Quốc tế không thuộc về ngươi. Ngươi, Thanh Vân Quốc tế vốn dĩ là Tình Tuyết tặng cho con gái của nàng. Lúc trước Tô Tịch không có ở đây, ngươi làm quyền tổng tài thì ta không còn gì để nói. Nhưng bây giờ Tô Tịch đã trở về, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn chiếm đoạt cổ phần này không buông sao? Phải đấy, làm người không thể vong ân bội nghĩa, vẫn nên giữ chút thể diện chứ. Nếu ngay cả thể diện cũng không cần, Thanh Vân chúng ta chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho đại hạ sao? Vớ vẩn, cổ phần này vẫn luôn là của Tô Tịch, ta chưa từng nghĩ đến chuyện chiếm đoạt. Chỉ là Tô Tịch còn nhỏ tuổi, sợ con bé bị người ta lợi dụng thôi. Lợi dụng? Tôi thấy chính là cô muốn lợi dụng thì có. Chính chủ đã đến rồi, cô còn ở đây lằng nhằng cái gì? Cô muốn thừa cơ chuyển nhượng cổ phần của Tô Tịch, thao túng Thanh Vân Quốc tế. Cô thật độc ác. Ngươi, thôi đi. Cái tâm địa nhỏ nhen của cô, mọi người đều rõ như lòng bàn tay. Cô đừng diễn nữa, mau ký hợp đồng bàn giao đi. Đừng có ngồi ý ra đó nữa. Tôi cần Tô Tịch, đích thân nói với tôi. Vẫn chưa cam tâm mà, thấy chưa? Tô Tịch à, con đó, hãy đích thân nói với bà chị độc ác này, để cô ta tỉnh mộng đi. Thanh Vân Quốc tế là của tôi. Đồ xấu xa, mau trả lại đây. Nghe chưa? Mau giao Thanh Vân ra đây. Tô Nghiêm, người nôn nóng vậy sao? Đúng vậy, tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi. Tô Vũ Như, thật không ngờ chỉ một tờ giấy nhỏ như vậy mà có thể đổi lấy cả Thanh Vân Quốc tế. Thật lòng mà nói, tôi phải cảm ơn cô đấy. Quả thật, một tờ giấy chứng nhận giả mà có thể lừa được cả một tập đoàn. Triệu gia đúng là cao thủ. Ngươi đang nói gì vậy? Giả sao? Lâm Bắc, giấy trắng mực đen ghi rõ ràng, ngươi cũng ở đây, ngươi nói giả là giả sao? Lâm Bắc à, ngươi chán sống rồi sao? Vũ Nhu, tôi hỏi cô, Thanh Vân đối với cô rất quan trọng phải không? Thanh Vân đối với tôi không quan trọng, nó vẫn luôn là của Tô Tịch. Chỉ là tiền mới là công cụ trả thù của tôi. 5 năm trước, cô ta đến chiến trường vực ngoại, đi tìm người đàn ông đó, cuối cùng đến xác cũng không tìm được. Tôi hận người đàn ông đó. Tôi nhất định phải tìm hắn, nhất định phải lột da rút gân hắn. Mà Thanh Vân là cơ hội trả thù duy nhất của tôi. Được, tôi giúp cô. Nhưng kết quả có thể không như cô mong muốn, còn có thể tệ hơn bây giờ sao? Không thể nào chứ. Tô Vũ Nhu, đến lúc này rồi mà cô còn trông chờ hắn ta giúp cô sao? Thà cô tìm cái gì đó thực tế hơn, nghĩ xem mình nên được chôn ở đâu đi. Cô ra, thôi đi. Bọn họ nhân chứng vật chứng đầy đủ, chúng ta không thể lật kèo được nữa rồi. Thôi, đừng nói nhảm nữa, mau ký hợp đồng này đi. Từ hôm nay trở đi, Thanh Vân đổi chủ. Tiếc là không như ý các ngươi. Ba, Diệu Diệu, Lâm Bắc, chuyện này là sao? Dì nhỏ, dì vất vả rồi. Dì nhỏ, Lâm Bắc, ngươi, Tô Vũ Nhu, đây chính là át chủ bài của các ngươi sao? Dùng con bé này để giả mạo Tô Tịch, ngươi tưởng như vậy là có thể tự lừa mình, dối người sao? Đây là báo cáo huyết thống của Lâm Diệu Diệu với Tô Tình Tuyết, độ khớp đạt 98%. Đứa bé này cũng là con của Tô Tình Tuyết. Giả? Chứng minh huyết thống này là giả. Vậy cái này thì sao? Hộ khẩu cư trú. Không thể nào. Xin lỗi, Lâm Diệu Diệu,
cũng chính là Tô Tịch. Nó mới là người thừa kế hợp pháp của Thanh Vân Quốc tế, và cũng là con gái ruột của tôi và Tô Tình Tuyết. Không ngờ lại là ngươi. Ngươi còn sống? Không thể nào. Năm đó Tam Khẩu Tổ rõ ràng đã Tổ Vũ Nhu là người đại diện cổ phần của Tô Tịch, sở hữu 90% cổ phần. Thân phận tổng tài của cô ấy không ai có thể lay chuyển. Tôi không đồng ý. Ngươi là đồ xấu xí, ngươi là giả. Ta mới là chủ nhân của Thanh Vân, còn dám mạo danh bổn tiểu thư. Ngươi là đồ giả mạo. Bổn cổ đông đồng ý. Ta đã nói, muốn động đến Thanh Vân, nhà ngươi không có bản lĩnh đó. Lâm Bắc, đừng đắc ý. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết Tô Tình Tuyết ra đi thế nào sao? Chuyện của Tình Tuyết có liên quan đến ngươi. Cô ra, đừng mà. Sâu bọ vẫn chỉ là sâu bọ, chung quy vẫn không thể bước lên đại sảnh đường. Đến đây, lấy mạng ta đi. Cút. Vũ Nhu, cút cho ta. Đưa Diệu Diệu ra ngoài trước. Được. Diệu Diệu, ta cho ngươi một cơ hội lấy mạng ta. Đây là lần duy nhất ta làm việc ngoài kế hoạch. Diệu Diệu, giúp tôi chăm sóc thật tốt. Đừng. Ngươi đừng đi. Mối thủ của Tình Tuyết, ta sẽ đích thân báo thủ. Ngươi đừng nhúng tay vào nữa. Đừng mà. Đừng mà. Linh Đường Lâm gia, đây là linh vị của tỷ tỷ ngươi Tình Tuyết, linh vị của vợ Lâm Tô Thị, Lâm Tình Tuyết. Ngươi có thể nói cho ta biết sự thật năm xưa không? Xin lỗi, bây giờ vẫn chưa thể nói hết cho ngươi biết. Thật sự không thể nói sao? Ta chỉ có thể nói là huyết minh chiến 5 năm trước đã có 1 triệu anh hùng đại hạ hy sinh. Chị của ngươi đã vô tình biết được chân tướng này và nói với ta. Cuối cùng vẫn bị người xấu sát hại. Hung thủ là ai? Ta vẫn đang điều tra. Nhưng ta sắp điều tra ra rồi. Tình Tuyết ơi, mẹ ơi, 5 năm ẩn danh đổi họ, ta sắp thành công rồi. Các ngươi yên tâm, Vũ Nhu sẽ chăm sóc tốt Diệu Diệu. Mấy đứa bây, đập nát chỗ này cho ta. Động tác nhanh lên, đừng lề mề nữa. Chậm trễ việc của Triệu công tử thì đừng trách tụi ta xử các ngươi. Lâm Thâm Chi, ngươi làm gì ở đây? Các ngươi đến làm gì? Không hiểu sao? Đập Linh Đường. Linh Đường này là liệt tổ liệt tông nhà họ Lâm. Ta hôm nay không chỉ đập Linh Đường, mà còn phải vứt cho cốt của bọn họ. Ai bảo bọn họ cản ta? Lâm Thâm Chi, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi dám đánh ta, tất cả là tại ngươi, ta mới phải chịu khổ. Hôm nay nếu không vứt cho cốt của bọn họ, người mất mạng chính là ta. Ngươi mất mạng rồi còn gây ra nhiều chuyện cho ta. Ta sẽ dừng tay. Ngươi muốn làm gì đó? Lâm Thâm Chi, ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Đây là liệt tổ liệt tông nhà họ Lâm. Lâm Bắc, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám cản trở ta, Triệu công tử và Bạch Hổ Bang sẽ không tha cho ngươi. Ta cho ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Lâm Bắc, ngươi hiểu chuyện thì tránh ra. Nếu không đợi huynh đệ của Bạch Hổ Bang đến, thì sẽ chôn xác ngươi cùng với mẹ ngươi chung một chỗ. Hôm nay ta xem ai dám động vào linh đường này. Được, có gan thì dừng tay, đừng bắt nạt bà nội ta. Diệu Diệu, Lâm Thâm Chi, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn. Ngươi cút xéo cho ta. Bọn anh em Bạch Hổ Bang sắp tới rồi, ngươi xuống mộ là cái chắc. Cô ở đây canh chừng Diệu Diệu đi. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, có vài người ngươi vĩnh viễn không thể đắc tội. Ngứa đòn hả? Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Đây là mẹ ngươi, là mẹ ruột nuôi ngươi từng miếng cơm manh áo. Mẹ cái gì mà mẹ? Bà ấy đã qua đời rồi, còn có thể bò lên cắn ta sao? Ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi. Đồ khốn, dừng tay. Ta xem ai dám.
Hổ gia, ngài đến rồi. Chính là tên phế vật này cản trở tiến độ dự án của chúng ta, vừa rồi còn dám sỉ nhục ngài, mau tìm người xử lý hắn đi. Đúng vậy, Hổ gia, hắn rõ ràng biết chúng ta là người của Bạch Hổ Bang, hắn còn dám không coi chúng ta vào đâu. Hổ gia, xử hắn. Ra tay đi. Dạ, Bắc gia. Bắc gia. Ta là Tông Nghiêm. Ta từng mời ngài uống rượu. Bớt làm thân với ta. Xúc sinh, lão tử hôm nay phải xử lý ngươi. Chị họ, chị mau cứu em. Hổ gia, ý ngài là sao? Là sao hả? Ngay cả từ đường nhà mình cũng dám đập phá. Ta muốn trừ hại cho dân. Anh là anh trai ta. Anh đừng để họ đánh ta nữa. Ta là em trai ruột của anh mà. Tiếp tục, không đánh đến sợ. Không biết hối cải. Dạ. Mẹ. Liệt tổ liệt tông. Mọi người xem kìa. Anh trai lại đối xử với em trai như vậy. Dạ. Giải hắn về. Đứng dậy. Sau này sửa đổi làm người cho tốt. Không được dính líu gì đến Triệu gia nữa. Ta nói cho ngươi biết, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Anh, đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng, ta không dám nữa. Đứng lại. Lau sạch bài vị của mẹ. Triệu công tử. Thầm chi, việc xử lý thế nào rồi? Triệu công tử, Lâm Bắc đang ở đây. Đương nhiên ta biết hắn ở đó. Ý ngài là? Ta chỉ muốn ngươi thu hút sự chú ý của bọn chúng một chút. Được rồi, ngươi về đi. Ta đương nhiên sẽ cho đôi cẩu nam nữ này. Không được toàn thây. Bầu trời đen kịt xả xuống thấp. Bé con. Rượu. Xuyệt. Nhỏ tiếng thôi, kẻo làm con bé sợ. Ngươi yên tâm đi, cô ta luôn bị ta giam giữ. Triệu Long Phi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quả nhiên là chị em. Bị trói mà nói năng y hệt nhau. Ý ngươi là sao? Vũ Nhu, ngươi đoán xem, tại sao Tô Tình Tuyết lại qua đời? Không lẽ là bị, là các ngươi sát hại? Thông minh đấy. Nhưng trách thì trách người đàn bà kia, dám nghe lén mưu đồ của ta và Tam Khẩu Tổ, còn chạy đến chiến trường báo tin. Kế hoạch vốn vạn sự như ý, đã để cô ta làm cho hỏng bét. Nhưng không sao, qua đêm nay mọi sơ hở sẽ tan thành mây khói. Triệu gia ta sẽ không ai cản nổi. Tại sao? Tại sao các ngươi lại làm vậy? Đương nhiên là vì Triệu gia ta có thể thống nhất đại hạ. Ngày mai sau lễ kế nhiệm, Triệu gia ta sẽ bay lên trời cao. Khi đó cha ta sẽ là điện chủ, và Triệu gia ta sẽ thống nhất đại hạ. Tránh ra, cái tên bán nước này. Tổ trưởng, các thành viên khác của chúng ta đều biến mất rồi. Tổ trưởng, bọn chúng đến bao nhiêu người? Chỉ có một thôi, đội trưởng. Chỉ một người. Cái gì? Chỉ một người? Lũ vô dụng. Đừng. Alo, có ai không? Cha tới rồi. Đừng kêu nữa, tất cả đều mất mạng rồi. Diệu, cha, hắn bắt nạt con. Cá đã cắn câu. Lâm Bắc, người mau chạy đi. Đây là bẫy. Bọn chúng còn mai phục rất nhiều người. Kẻ có thể giải quyết ta, thực lực của ngươi cũng khá đấy. Tuy nhiên, đây đều là những ninh gia đình cao nhất của Tam Khẩu Tổ ta. Dù là điện chủ của huyết minh chiến năm xưa cũng phải bỏ mạng. Còn ngươi chỉ là
Một con chuột nhắt. Lâm Bắc, người mau chạy đi, quay về nói với sát thần điện. Quyết minh chiến năm xưa, chị ta và tất cả các tướng sĩ đều bị nhà họ Triệu cấu kết với tam khẩu tổ hãm hại. Người nói gì? Đã đến rồi thì đừng hòng đi. Người chính là người đàn ông của kẻ có đôi mắt mà ta đã cất giữ sao? Người có biết lúc cô ta hấp hối, cô ta đã kêu gào điều gì không? Lâm Bắc ơi, Lâm Bắc, xuống địa ngục đi. Người mà dám tới đây, ta sẽ lập tức xử cô gái này, còn cả con gái của người nữa. Ta có thể cho người một cơ hội. Người hoặc là tự tàn, hoặc là ta xử cô ta. Thế nào, xử ta? Thả Lâm Bắc đi, van cầu ngươi. Cha ơi, đừng mà. Câm miệng. Ta đường đường là tam khẩu tổ tổ trưởng, nói lời giữ lời. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi thả bọn họ đi, ta mặc ngươi xử trí. Lời ta nói ra, không bao giờ lặp lại. Ngươi còn 10 giây. Cha ơi, đừng. Hắn chắc chắn đang lừa cha. Đồ ngốc, xử hắn đi. Khốn nạn, đồ ngốc. Cha giỏi quá. Diệu Diệu, cha. Diệu Diệu, Vũ Nhu, cô không sao chứ? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Ta muốn bay lên phía trước. Ta là đóa hồng chờ đợi tình yêu, trong lòng chất chứa những nụ hoa sắp nở, từng bị gió thổi. Ta là đóa hồng bị thương. Ta phô diễn vẻ đẹp của ta vì ngươi, từng bị gió thổi. Ta là đóa hồng bị thương. Ai vậy? Gì cơ, muốn đi qua đây hả? Ta nói cho người biết, con đường này không thông. Cút ngay cho ta, đi chỗ khác chơi đi. Chuyện gì vậy? Lưu Thiên, con Lưu Năng. Anh em, có chuyện gì sao? Anh em, bảo người của anh tránh đường cho tôi. Con gái tôi bị thương nặng, cần phải đến bệnh viện. Thương nặng thì khỏi cần đến bệnh viện đâu. Cứ chôn luôn đi. Không muốn sống hả? Lâm Bắc, thôi bỏ đi, đừng gây xung đột với bọn họ. Diệu Diệu phải được đưa đến bệnh viện ngay. Sao hả anh em? Gấp lắm sao? Muốn đánh tôi hả? Lại đây, lại đây anh em, đánh tôi đi. Anh em, anh nói đi, anh muốn thế nào mới cho tôi qua? Ai là anh em của mày? Mày xứng hả? Mày tuổi gì? Lưu Thiếu, là con trai của Lưu Tổng Thanh Vân Quốc tế, đồ nhà quê. Biết Thanh Vân Quốc tế không? Đó là ông trùm thương giới đấy. Giờ lại còn hợp tác với tập đoàn Cao Tân. Thanh Vân Quốc tế sẽ bay cao, vươn lên dẫn đầu giới thương nghiệp đại hạ. Mày, cái đồ nhà quê, có thể quan hệ được sao? Sao lại là Thanh Vân Quốc tế? Thanh Vân Quốc tế, anh nói, anh là Lưu Tổng của Thanh Vân Quốc tế, con trai của Lưu Năng. Câm miệng, đại danh của Lưu Tổng cũng là thứ mày có thể gọi thẳng ra sao? Con khốn, mau xin lỗi Lưu Tổng chúng tôi. Người đẹp, cô có biết ba tôi không? Cô là ai? Tôi chính là chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế, Tô Vũ Nhu. Cái gì? Cô là Tô Vũ Nhu? Nếu bây giờ các người tránh ra, tôi có thể coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nếu Diệu Diệu thật sự có mệnh hệ gì, các người gánh không nổi đâu. Cô, tổng tài Thanh Vân Quốc tế, nằm mơ hả? Cô tưởng biết tên là có thể mạo danh tổng tài rồi sao? Lừa người lừa đến tận đầu Lưu Tổng chúng tôi, thật là đáng xuống mồ. Một đứa lừa đảo, một đứa vô dụng, thật là xứng đôi vừa lứa. Tuy tôi chưa từng gặp vị nữ tổng tài này, nhưng tôi có nghe nói cô ấy vẫn độc thân. Sao lại có con được? Hơn nữa lại là đứa trẻ lớn thế này. Cô gái, cô bị chuyện thì cũng phải bịa ra cái lý do nào cho nó giống thật chứ. Các người có tránh ra hay không? Tao không tránh. Sao nào, Tô đại tổng tài, cô làm gì được tôi nào? Lưu Năng, tôi cho anh 3 phút, mau tới đây cho tôi. Nếu không thì đừng ngồi ở cái ghế đó nữa. Con nhỏ này, diễn cũng nhập tâm ghê. 3 phút, cô thật sự tưởng mình là Tô tổng tài sao? Được, tôi đợi cô 3 phút. Nếu 3 phút mà ba tôi không đến, tôi thấy con nhỏ này cũng xinh xắn đấy chứ. Tôi còn chưa chơi với tổng tài bao giờ.
tối nay cô ở lại chơi với anh em bọn tao thế nào? Lại đây, lại đây. Cái thằng này láo. Mày, bà đây ngày xưa từng luyện Tây Kinh Đô đấy. Vẫn là công phu Trung Quốc lợi hại hơn. Đồ vô dụng. Tao, tao nói cho mày biết, ba tao là Thanh Vân Quốc Tế, ba tao là Lưu Tổng. Mày còn dám đánh tao? Ba tao là Lưu Tổng Thanh Vân Quốc Tế. Ba tao đến rồi. Mày sẽ, ba mày đến rồi, tao vẫn cứ đánh. Ba, ba ơi, con không sao chứ? Nó tát con mười mấy cái bạt tai, sao mày lại đánh con tao? Thằng nhãi này, mày, mặt sưng hết cả lên rồi ba. Thằng nhãi, mày xong đời rồi. Biết hắn là ai không? Đây chính là ba tao. Mày mau quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi cho tao. Nếu không, nếu không tao sẽ trước mặt mày chơi phụ nữ của mày, còn cho con gái bệnh tật của mày chôn cùng với mày. Dám đánh con trai tao hả? Tao nói cho mày biết, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng mất mạng. Tao xem mày muốn xử ai. Người này là, là hiểu lầm thôi mà. Thằng danh con, cái thằng ngu ngốc này. Mày tưởng Tô Tổng và bạn của cô ấy là người mày có thể đắc tội được sao? Mau quỳ xuống cho tao, tạ lỗi với Tô Tổng. Mày quỳ hướng nào hả? Bên đó, bên đó kia. Tô Tổng, còn vị tiên sinh này nữa, là tôi có mắt như mù. Đắc tội với ngài, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho kẻ tiểu nhân bụng tể tướng to như thuyền, coi tôi như cái rắm mà thả đi. Mau lái chiếc xe ra khỏi đây cho tao. Nếu Diệu Diệu có chuyện gì, chúng mày mất mạng vạn lần cũng không đủ. Vâng, đi ngay. Được, rời đi ngay. Nhanh lên. Lưu Năng, tôi với thân phận chủ tịch Thanh Vân, thông báo cho anh biết, tất cả chức vụ của anh ở Thanh Vân toàn bộ bãi miễn. Không, Tô Tổng, cô không thể. Tô Tổng, đừng đi. Ba, cô ấy đi rồi. Xong rồi. Tiêu đời rồi. Xong hết rồi. Sao lại xong hết rồi? Còn phải hỏi sao? Tô Tổng bãi miễn hết chức vụ của tôi rồi. Tiền của ta, nhà của ta đều mất hết. Sau này, ngày tháng của chúng ta không sống nổi nữa rồi. Hôm nay là ngày ta kế nhiệm Tế Thần Điện. Mời công chúa Liên Hiệp Vương Quốc Tố Phi Á làm chứng. 5 năm trước, lúc đại hạ nguy nan, liệt cường xâm lấn đại hạ, điện chủ dẫn theo tứ đại chiến thần 1 triệu quân bảo vệ Sơn Hà, diệt liệt cường, bình tứ hải, công cao cái thế, vạn quốc triều bái, định thịnh thế chi cơ, lại bị người xấu hãm hại, mất mạng trong chiến huyết minh chiến. Hôm nay nghi thức kế nhiệm, tôi sẽ ghi nhớ lời thề Tế Thần Điện. Người phạm đại hạ ta, tiêu diệt hết, tiêu diệt hết, tiêu diệt hết. 5 năm trước, điện chủ bị người xấu sát hại, nhưng Tế Thần Điện không thể quần long vô thủ. Vị trí điện chủ là có người thích hợp. Tiếp theo, mời chư vị tướng sĩ cùng nhau tiến cử tân nhiệm điện chủ Tế Thần Điện. Trở thành điện chủ Tế Thần Điện nhất định là người có công với đại hạ. 5 năm trước huyết minh chiến đó, nếu không nhờ Triệu gia hết sức hỗ trợ, dưới sự ám sát của Tam Khẩu Tổ, cứu lấy lực lượng cuối cùng của đại hạ, sao có được đại hạ thịnh thế như ngày nay? Bao nhiêu năm qua, nhà họ Triệu có rất nhiều nhân tài, tất cả đều là trụ cột của đại hạ. Đại hạ có Triệu gia, Sơn Hà ác định, chúng tôi nhất trí tiến cử Triệu gia chủ trở thành tân điện chủ. Chư vị tướng sĩ quá khen rồi. Năm đó trận chiến Tế Thần là binh sĩ liều mình đổi lấy một tia sinh cơ. Những tướng sĩ xả thân quên mình đó, bọn họ và điện chủ mới là anh hùng chân chính. Hôm nay vị trí điện chủ này ta Triệu Mục Biên không thể nhận lấy. Triệu gia chủ, ngài quá khiêm tốn rồi. Người đại hạ nào mà không biết ngài là công thần lớn nhất của đại hạ. Nếu vị trí điện chủ này mà ngài không xứng, vậy thì còn ai xứng nữa? Nếu chư vị đã nói như vậy, ta Triệu Mục Biên nếu còn từ chối thì có vẻ giả tạo. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Triệu gia chủ, đây là đồ long đao, là quốc vận đại hạ chúng ta. Đao này là bội đao của điện chủ,
có linh khí bên trong. Chỉ có người phẩm hạnh cao thượng và lo cho chúng sinh mới có thể rút được đao này. Triệu gia chủ nếu được đao này công nhận, liền có thể trở thành điện chủ kế nhiệm. Được. Vừa rồi tay ta trượt, ta thử lại, ngươi không rút được đâu. Triệu Mục Yên, đừng phí sức nữa. Triệu Mục Biên, đồ long đao, người không rút ra được đâu. Lâm Bắc, đồ long đao này chính là vật chí cương chí dương. Kẻ nham hiểm xảo trá như ngươi, gian ác không ai bằng, thì vĩnh viễn không rút ra được. Ăn nói ngông cuồng, dám ở đây nói nhăng nói cuội, không thể nào. Sao ngươi lại ở đây? Rất bất ngờ sao? Ngươi thuộc họ Gián sao? Sao ngươi cứ âm hồn bất tán vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Long lão, chúng tôi đến đây có việc rất quan trọng muốn bẩm báo với ngài. Nói bậy, còn việc gì quan trọng hơn đại điển kế nhiệm nữa? Đúng vậy, đại điển kế nhiệm hôm nay chính là liên quan đến quốc vận đại hạ. Các ngươi có chuyện gì mà còn quan trọng hơn chuyện này? Hơn nữa, đại điển kế nhiệm là nghị hội cấp cao nhất của đại hạ. Kẻ chưa được mời tự tiện xông vào nghị hội là tội không thể tha. Người đâu, bắt tên gian tặc có ý đồ quấy rối đại điển kế nhiệm này, bắt lại cho ta, giam vào thủy lao. Đợi đại điển kết thúc, ta sẽ đích thân thẩm vấn. Khoan đã, Triệu gia chủ sao không hỏi rõ nguyên do? Đại hạ các ngươi vội vã kết luận như vậy sao? Hay là nói ngươi đang vội vàng che giấu điều gì? Hắn ta đương nhiên phải che giấu, bởi vì Tô Vũ Nhu một khi mở miệng, kế hoạch của hắn sẽ tan thành mây khói. Triệu gia của hắn sắp diệt vong. Ý gì đây? Còn dám ở đây yêu ngôn hoặc chúng? Người đâu, lôi hắn xuống cho ta. Long lão, tôi muốn hỏi, tối qua Triệu gia cấu kết với thế lực Hoa Quốc Tam Khẩu Tổ, muốn đẩy tôi và Lâm Bắc vào đường cùng. Chuyện này ngài có biết không? Tam Khẩu Tổ, thế lực Hoa Quốc, chính là kẻ thù truyền kiếp của đại hạ ta. Triệu Mục Biên, chuyện này là sao? Vu oan giá họa, đổ tội cho ta. Một tên thương nhân chỉ biết lợi ích, một tên tặc tử lai lịch bất minh. Ngài tin bọn họ hay tin ta? Bọn họ dám đến đây, chắc chắn là có chỗ dựa. Long Chiến Giã, người nói không sai, cho nên ta mới cảm thấy bọn họ mới chính là kẻ cấu kết với Tam Khẩu Tổ. Đến đây chính là muốn vu oan giá họa cho ta, quấy rối đại điển kế nhiệm. Đúng vậy, lúc trước trong tiệc thọ của ngài, ta đã cảm thấy tên tiểu tử này chắc chắn có vấn đề. Ta nói mà, một tên tiểu tử lai lịch bất minh lại dễ dàng giải quyết được virus máy tính như vậy. Thì ra kẻ đứng sau là Tam Khẩu Tổ. Các ngươi, các ngươi thật vô liêm sỉ, còn dám cắn ngược lại. Lát nữa tự nhiên sẽ có người thay ta chứng minh. Ngươi mau cút khỏi chỗ ngồi đó cho ta. Đồ vô dụng, ngươi làm gì vậy? Long lão, ba tên giặc này đến đây là để quấy rối, còn nói có người đến thay ngươi chứng minh. Ngươi đến đây để làm trò cười sao? Lâm Bắc này, ngươi xem phim tổng tài nhiều quá rồi đấy. Ngươi tưởng đây là đóng phim hả? Đó là chỗ của ngươi sao? Xuống mau, tên to gan, dám quấy rối đại điển kế nhiệm. Người đâu? Khoan đã, đại điển kế nhiệm quan trọng như vậy, không thể có chút sai sót. Ta nghĩ nên xử bọn chúng ngay tại chỗ. Tứ đại võ thần đến. Tham kiến tứ đại võ thần. Đứng lên đi. Lâm Bắc, Tô Vũ Nhu gặp tứ đại võ thần, vậy mà dám không hành lễ. Các ngươi đúng là không coi ai ra gì. Tốt lắm, quả nhiên có dính líu đến Tam Khẩu Tổ. Gặp tứ đại võ thần mà dám bất kính, đáng lẽ phải lập tức lấy mạng. Tứ đại võ thần chúng ta đã thoái vị rồi, đến đây chỉ là để tham gia đại điển kế nhiệm, không cần đa lễ. Đứng dậy đi. Nhưng mà tại sao lại muốn xử hắn? Thanh Loan, ngươi đến thật đúng lúc. Người này tên là Lâm Bắc, quấy rối đại điển kế nhiệm, đây là tội thứ nhất. Cấu kết với Tam Khẩu Tổ, ý đồ ám sát, đây là tội thứ hai. Triệu Mục Biên, người ngậm máu phun người, vu khống hãm hại. Còn chưa hết đâu, bọn chúng còn vu khống Triệu gia ta và Tam Khẩu Tổ có dính líu, vu oan giá họa trọng thần đại hạ như ta. Mời các vị võ thần định tội. Lâm Bắc, bây giờ phải làm sao đây? Không sao, xem kịch hay thôi. Quả thật nên định tội, nhưng định là tội Triệu gia phản quốc. Ngươi nói cái gì? Triệu gia phản quốc? Thanh Loan, ngươi đừng tưởng ngươi là võ thần là có thể nói bậy. Đừng giả vờ nữa, những chuyện ngươi làm những năm qua ta đều rõ như lòng bàn tay. 5 năm trước ngươi nắm giữ tình báo sát thần điện, lại ngấm ngầm cấu kết với Tam Khẩu Tổ, lừa gạt thiên quân, ám sát điện chủ, thậm chí khiến trăm vạn chiến tướng đại hạ ta chôn thây nơi ngoại vực. Sau đó chính ngươi dẫn theo thân tín của mình trở về, hưởng hết công lao. Ta nói không sai chứ? Triệu Mục Biên, khó trách năm đó điện chủ thân chinh
trăm trận trăm thắng, uy danh lừng lẫy, liệt cường đều nghe danh mà kinh sợ, sao lại có thể bại trận trên đường hồi quốc? Vị trí điện chủ, nếu để loại người bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu như ngươi làm, thì đại hạ ta mới thật sự là xong đời. Triệu Mục Biên, nên kết thúc rồi. Chúng tướng sĩ, bắt Triệu Mục Biên cho ta. Chuyện gì vậy? Sao còn chưa bắt người Triệu ra? Các người muốn bắt ta, chẳng phải đang nằm mơ sao? Chuyện gì thế này? Đều không nghe Thanh Loan Võ Thần nói gì sao? Lòng chiến dã, chắc ngươi chưa hiểu rõ tình hình rồi. 5 năm qua, ta và Liệt Cường ngoại vực đã thiết lập quan hệ hợp tác. Hiện giờ, bọn chúng đều đã biết tin tức điện chủ không còn nữa, hiện đang dục dịch mài đao ứng chiến. Chỉ có ta mới có thể duy trì sự ổn định của ngoại vực. Triệu gia diệt vong, đại hạ sẽ lại bị bọn chúng tấn công. Đến lúc đó, các ngươi đều phải coi đời, đại hạ cũng sẽ vong quốc. Thế nào, bây giờ còn dám đến xử ta không? Cái gì? Ngươi không chỉ cấu kết với Tam Khẩu Tổ, mà lại còn cấu kết với địch quốc. Triệu Mục Biên, trong mắt ngươi còn có an nguy của đại hạ không? Cái tên phản quốc này, ngươi phải đi chầu ông bà. Ngươi tuổi gì hả? Đại hạ có Triệu gia mới là đại hạ ta muốn. Đại hạ không có Triệu gia, tồn vong hay không thì liên can gì đến ta? Bây giờ điện chủ đã qua đời, đã không còn ai có thể áp chế dã tâm của Liệt Cường ngoại vực. Đại hạ muốn sống chỉ có thể dựa vào ta. Bằng việc các người hết lần này đến lần khác cản trở đại nghiệp của Triệu gia ta. Vậy sao? Người muốn làm gì? Người đâu? Bắt hắn ta lại cho ta. Thanh Loan, người muốn cá tòi rắt lưới sao? Triệu Mục Biên, người hình như chưa hiểu rõ ai là lưới, ai là cá rồi. Lâm Bắc, dừng tay lại đi. Sinh tử của đại hạ hoàn toàn nằm trong tay Triệu Mục Biên. Vì đại hạ, dừng lại đi. Chư vị, ta nói cho các người biết, an nguy của đại hạ ta chưa bao giờ là dựa vào sự nhún nhường mà có được, mà là dựa vào tinh thần bất khuất, tinh thần không sợ hãi, một đao một thương giữ lấy quốc gia. Còn dân đại hạ, thà đứng mà qua đời, cũng không quỳ mà sống. Đào đâu? Cái gì? Tuyệt đối không thể nào. Ngươi, tham kiến điện chủ. Chạy, chạy mau. Tham kiến điện chủ. Đồ Long Đao bay thẳng ra luôn rồi. Lâm Bắc là điện chủ. Lâm Bắc, tôi đợi anh ở dưới gốc cây táo tàu. Thì ra là vậy, ngươi chính là điện chủ sát thần điện năm xưa. Khó trách tỷ tỷ ta lại cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Điện chủ, ngài là điện chủ, là anh hùng của đại hạ, không? Sao có thể? Nếu hắn ta là điện chủ, vậy kế hoạch của Triệu gia chẳng phải là đổ sông đổ biển hết sao? Thì ra là vậy. Đại hạ của ta thật sự không nên diệt vong. 5 năm qua, tôi vì tìm kiếm sự thật của sự việc mà vẫn luôn che giấu thân phận, vất vả cho ngươi bấy lâu nay duy trì hoạt động của sát thần điện. Lão tướng, không vất vả, chỉ cần ngài có thể trở về, tất cả những điều này đều xứng đáng. Triệu Mục Biên, ngươi còn gì để nói? Lâm Bắc, ngươi quả thực nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng hiện tại sinh tử của cả đại hạ vẫn nằm trong tay ta. Ta đi thì đại hạ vong, ngươi dám dùng quốc vận để đánh cược một ván sao? Quốc vận của đại hạ sao lại để loại tiểu nhân như ngươi chi phối? Diệt trừ sâu mọt như ngươi, đại hạ sẽ càng thêm phồn vinh thịnh vượng. Nếu đã như vậy, vậy thì ngươi hãy chầu ông bà đi. Lâm Bắc, lần trước để ngươi trốn thoát, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, xử hắn. Lâm Bắc, ta lấy mạng ngươi. Chẳng lẽ ngươi đã bước vào thần hoàng cảnh trong truyền thuyết Quỷ Vũ Nhẫn Đông? Ngươi nham hiểm xảo trá, tác ác đa đoan. Đợi chuyện này xong, ta nhất định diệt Tam Khẩu Tổ của ngươi, cả Oa Quốc cũng phải chôn cùng ngươi. Thì ra cái lũ các ngươi ăn không nói có, lừa ta một vố. Còn về Giang gia và Triệu gia, tất cả đều tiêu rồi. Chúng tôi tuyệt đối không phản quốc. Không, là Triệu gia.
Triệu gia ép chúng tôi, không liên quan đến chúng tôi. Đúng vậy, các người tiếp tay cho kẻ ác, tư lợi cho mình, vọng tưởng gây loạn đại hạ, đáng không thể tha. Hơn nữa, các người dám nói sự ra đi của Tô Tình Tuyết không liên quan đến các người sao? Vũ Nhu à, Vũ Nhu, ngươi còn nhớ lúc nhỏ ngươi rơi xuống ao là thúc thúc cứu ngươi lên không? Nếu không có thúc thúc, làm sao ngươi có ngày hôm nay? Thúc thúc thừa nhận, thúc thúc không bằng xuất sinh. Thúc thúc đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với ngươi, nhưng tất cả đều là do hai xuất sinh Triệu gia, hai cha con bọn họ ép chúng ta làm. Vũ Nhu, ngươi hãy nghĩ đến việc chúng ta cùng chung huyết thống, tha cho chúng ta đi. Ta cứ tưởng các ngươi chỉ tham lam Thanh Vân, không ngờ các ngươi vì lợi ích mà hãm hại cả huynh muội ruột thịt của mình. Các ngươi còn mặt mũi mà cầu xin sao? Tỷ, ta bị ép buộc, không liên quan đến ta. Điện chủ, Tô gia phụ tử độc như rắn rết, hại cha mẹ ta và cả tỷ tỷ của ta, khẩn cầu điện hạ lấy mạng chúng. Yên tâm, bọn họ chắc chắn phải đền mạng. Lâm Bắc, đừng quên, sinh tử của cả đại hạ hiện tại vẫn nằm trong tay ta. Ta chỉ cần một cuộc điện thoại, đại hạ sẽ rơi vào hỗn loạn. Nếu ta mất, các ngươi đều khó thoát tội. Đến lúc đó đại hạ nội yêu ngoại hoạn, ta xem ngươi giải quyết thế nào. Triệu Mục Biên, dừng tay lại đi, đừng tiếp tục đi vào con đường sai lầm nữa. Chúng ta tiêu chắc rồi, đại hạ thì có liên quan gì đến ta? Ngươi cứ đánh đi. Cái gì? Điện chủ, Triệu Mục Biên 5 năm qua vẫn luôn âm thầm bồi dưỡng thế lực, đúng như lời hắn nói, sẽ gây rối loạn đại hạ. Liệt Cương chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nhất định sẽ phát động tấn công. Đến lúc đó thực sự là nội ưu ngoại hoạn. Long Lão, không sao đâu, tàn dư của bọn chúng tôi sẽ giải quyết. Được, tất cả là do các ngươi ép ta. Các ngươi đều là tội đồ thiên cổ của đại hạ. Một lão giả như ngươi đến giờ vẫn chưa hết hy vọng sao? Thanh Loan, Tô gia phụ tử và tất cả người nhà Triệu gia, hãy lấy gân cốt của chúng, bắt chúng quỳ trước mộ liệt sĩ sám hối. Nếu mất mạng thì đổ xi măng lên, cho chịu mưa chịu gió, canh giữ mộ cho những chiến sĩ đã hy sinh ngàn năm, bị người đời phỉ nhổ. Dạ, đem bọn chúng đi. Cha, cha già của con ơi, này ca ca, này ca ca, Lâm Bắc, ta sẽ cho con gái ngươi chôn cùng ngươi. Thâm Chi, Thâm Chi ơi, mau gọi y sĩ. Ngươi thế nào rồi? Thâm Chi, ca, là đệ sai rồi, xin lỗi ca. Đừng nói gì cả, cố lên, tất cả đều là lỗi của đệ. Huynh là chiến thần của đại hạ, huynh đã bảo vệ sự bình yên của đại hạ, đệ có tội nên phải chuộc tội. Không đâu Thâm Chi, là ca có lỗi với đệ, ca đã khiến đệ đi nhầm đường, là ca đã không bảo vệ đệ. Có được cơ hội chuộc tội cũng tốt. Thâm Chi, 3 ngày sau ta sẽ san bằng Hoa Quốc, ta sẽ triệt để tiêu diệt bọn chúng. Mẹ, con vẫn không bảo vệ được Thâm Chi. Lâm Bắc, ngươi không có lỗi, Thâm Chi đến cuối cùng cũng không lầm đường lạc lối. Người ta một khi đã có dục vọng thì sẽ lan tràn vô tận. Vậy ngươi cũng có dục vọng sao? Là gì? Bẩm điện chủ, Liệt Cương thừa dịp loạn lạc đánh vào lãnh thổ đại hạ, bao gồm cả Hoa Quốc. Ba, đánh bại bọn chúng, đi đi, nhà có ta lo, yên tâm. Lần này ba không chỉ đánh bại bọn chúng, ba sẽ triệt để đánh gãy xương sống của chúng, lấy cạn tủy xương của chúng, đập đầu gối của chúng, để chúng không bao giờ bò dậy được nữa. Để chúng biết rằng kẻ nào dám phạm đến đại hạ nhất định sẽ phải bị trừng trị.